Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đập hộp một cái hộp trong này chứa một phụ kiện cho điện thoại. Đây các bạn có thấy cái tem niêm phong này, do mình chỉ mua ở xa cho nên là cái nơi bán họ đã dán một cái tem này để chống cái người mà tự ý mở ra. Đây mình sẽ đã đọc ra để kiểm tra sản phẩm và bán cho người vận chuyển. Thì trong này hôm nay mình sẽ đặt đó là một cái con Flash đến từ hãng Godox. Con này mang mã hiệu TT685. Và vì sao mình mua con này thì mình sẽ giải thích sau cho các mọi người. Thứ hai là một con Trigger. Một con Trigger mang mã hiệu X1. Dòng này for Canon, Nikon. Thì hai con này có tác dụng là khi cái flash này chúng ta để ở một góc xa này. Con Trigger này nó là một cái công tắc, mình sẽ đánh cái con flash này. Mà không phải gắn flash này lên máy. Cái gì vậy? Thì ở đây chúng ta sẽ được tặng một cái, đây cái này để đổi nhiệt độ màu cho cái flash. Thường thường flash của chúng ta thì ánh sáng nó ăn sáng trắng, thì chúng ta đổi màu. Ở đây chúng ta sẽ có một số màu cho theo. Đây một cái số màu cho theo thì chúng ta sẽ để trước cái flash đó cho nó đổi màu. Ở đây thực ra nó là tấm mica thôi. Đây là một cái tản sáng để nó tránh đánh cái trực tiếp cái mà ánh sáng mạnh vào mặt mẫu thì gây cho hiện tượng bóng mặt. Rồi mình sẽ đập hộp chiếc Godox TT685 này. Khi mua một cái chiếc flash thì mình quan trọng nhất một số cái thông số sau. Cái thông số GN này có nghĩa là cái khoảng cách chiếu xa nhất của cái flash này khi mà ở ISO 100 ở 60, GN60 tức là nó chiếu xa tối đa là 60m ở tiêu cự 1. Thì ví dụ chúng ta mở khép khẩu tới F3 đi thì cái độ chiếu xa của nó là bằng 60 chia cho 3 là bằng 20m. Ở cái tốc độ thứ hai là TTL, đây là khả năng tự động đồng bộ với máy ảnh, thì hay hiểu nôm na là chúng ta có thể đánh hoàn toàn tự động, không phải điều chỉnh thông số, cho nên cái flash này mà nó tự động nó đánh cái ánh sáng sao cho vừa đủ so với cái thông số như khẩu độ, tốc độ ISO của máy ảnh của chúng ta. Cái chế độ HSS này 1/8000 này là một chức năng rất quan trọng. Nếu chúng ta đánh ở tốc độ cao á, thông thường flash thường á, các loại thường á chỉ đánh được khoảng 1/200 là không ăn đèn rồi. Nhưng đối với lại các loại này tốc độ cao này thì chúng ta có thể đánh lên 1/8000, phù hợp để chúng ta đánh ban ngày. Cái yêu cầu ánh sáng rất là mạnh, chúng ta cần phải tốc cao thì cái đèn này có thể đánh được. Và chức năng hồi pin của nó rất là nhanh, từ 0.1 đến 2.6 giây, tùy theo cái chất lượng pin của chúng ta. Và các cái chức năng khác như đánh Smarter Slaver, đánh nhại theo này, rồi dù pin AA thì cái này thì nó giống các flash khác rồi. Và quan trọng là chế độ zoom của nó thì nó hỗ trợ zoom từ 20 đến 200mm. Cái tiêu cự thì phù hợp với hầu hết các cái lens hiện nay chúng ta dùng đây. Con này thì họ sản xuất ở Trung Quốc và nó for Nikon. Cái phiên bản của nó thì nó có 3 phiên bản cho Sony này, cho Nikon và cho Canon. Rồi mình sẽ đập hộp cái này ra. Ta đây sẽ có túi chống ẩm, sách hướng dẫn sử dụng và một tiếng Trung, có tiếng Trung có tiếng Anh, nhưng thực ra cũng không cần đâu. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bịch rất là đẹp. Hãng này thì theo mình biết thì ra pháp flash ra giá rẻ nhưng mà chất lượng build rất là tốt. Đây con T685 đây. Từ đây chúng ta sẽ thấy nè, ở đây có các cái nút mod. Và đây có một cái vòng xoay để điều chỉnh thông số, để điều chỉnh độ mạnh của flash. Nút on off ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần này để nó phát ra tia laser để hỗ trợ chúng ta đánh sáng vào ban đêm. Ở đây thì con flash này ưng nhất nó là cái gì? Thứ nhất là công suất đèn nó khá là mạnh. Ở đây chúng ta sẽ có cũng có một cái tản sáng. Để chúng ta đánh trần.
Đây chúng ta có chỗ bỏ pin này, sử dụng 4 viên pin AA. Thì khuyên ở đây thì tất nhiên chúng ta sử dụng những cái pin analog rồi, chứ không sử dụng viên pin chứ không sử dụng viên pin tiểu, tại vì pin tiểu chúng ta đánh một tí là nó hết liền à. Không sử dụng. Dạ. Đây là cấp. Mới mua à, mua chứ. Cái này là dành ngắn ăn chứ. Đây là đèn có thể xoay 360 độ để đánh được là nhiều tư thế khác nhau. Chủ yếu thì chúng ta sẽ đánh, một là đánh như thế này, đánh chính diện, hoặc là chúng ta đánh lên trần, đánh flat trần. Rồi, cái này khi mà có pin mình sẽ test một số chức năng như TCL của nó nè. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái con X1 này để đánh. Đây là một, với cái con X1 này thì chúng ta có thể đánh được rất là nhiều con flaps. Còn con này nó có thể đồng bộ được nhiều kênh. Ví dụ chúng ta có thể sở hữu khoảng 3 con này đi để đánh mẫu, thì chúng sử dụng một cái con gấu đốc X1 này để gắn lên cái máy chính và sau đó điều khiển các cái máy này đánh. Rất tiện. Và con này vẫn có thể đánh được các cái đèn mà của hãng khác, của hãng luôn, với điều kiện chúng ta phải mua 2 cục, một cục này và một cái flat nữa, là một cái nữa, cái cục nhận để gắn vào dưới cái đèn này như này. À, đây là clip tập 1 của mình sơ về các cái sản phẩm flat hỗ trợ đèn chụp hình ở môi trường chiếu sáng. Mình sẽ có clip sử dụng chi tiết sau. Hẹn gặp bạn clip đó nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.